chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sửu Realtor. Hiện tại Phước Sửu đang đứng tại dự án Gia Long Riverside thuộc Nhà Bè, là một dự án kế bên sông rất là rộng rãi. Dự án Gia Long Riverside tọa lạc ngay đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, là một dự án đất nền nằm trong danh sách các dự án được thị trường bất động sản khu Nam nhiều người quan tâm nhất trong cuối năm 2020 và đầu 2021. Dự án tạo được sức hút đối với nhà đầu tư cũng như cá nhân mua để ở, lựa chọn an cư tại nhà phố Gia Long Riverside. Quý khách và gia đình sẽ được trải nghiệm và tận hưởng một cuộc sống chất lượng, môi trường sinh thái trong lành với ba mặt khu dân cư giáp sông. Dự án với tên Gia Long Riverside của chủ đầu tư công ty cổ phần đầu tư bất động sản Gia Long. Quy mô của dự án 6,6 hectare, tổng cộng có 300 nền. Vị trí tọa lạc ngay địa chỉ hẻm 1368 Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, với loại hình phát triển là đất nền sổ hồng riêng. Quy mô 300 nền với diện tích điển hình 5 x 16, 5 x 19, 5 x 24, 6,4 x 20, 7 x 12.5, 7,5 x 16. Cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh 100%, đường nhựa 8m đến 14m, một số con đường chính rộng 16m và 22m. Pháp lý đã có sổ đỏ từng nền, được sở hữu vĩnh viễn, là một khu compound an ninh bảo vệ với camera giám sát 24/7. Vị trí dự án tại số 1368 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, ba mặt giáp sông, yên tĩnh, thoáng mát. Vị trí ngay trung tâm của sự phát triển, vị trí chiến lược đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng giao thông. Nhiều công trình có giá trị đã và đang đưa vào sử dụng, giúp chất lượng cuộc sống của con người dân ở đây được nâng cao. Với vị trí rất gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và dễ dàng liên kết với các khu vực lân cận, vị trí dự án Gia Long Riverside sẽ trở thành cầu nối giao thương quan trọng từ dự án. Chỉ cần vài bước chân là đến khu đô thị Saigon Nhà Bè, hay còn gọi là GS Metro City, cách trung tâm quận 7 khoảng 10 phút xe máy, 5 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Vị trí liền kề cao tốc Bến Lức Long Thành, liền kề tuyến Metro số 4. Dự án có đất nền cách khu công nghiệp Tân Kim khoảng 2 km, cách quốc lộ 50 chỉ 50m, cách khu công nghiệp Long Hậu, khu cảng Hiệp Phước 5 km, kết nối với trung tâm thành phố nhanh chóng, thuận tiện theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ, tiếp cận với các tỉnh miền Tây theo đường Nguyễn Văn Linh, đường Vành Đai 4. Dự án còn thừa hưởng lợi thế của một quy hoạch tiên tiến và đồng bộ nhất, tiện ích của dự án Gia Long Riverside. Dự án tích hợp đầy đủ các tiện ích nội khu đầy đủ, quý khách sẽ được tận hưởng những ưu đãi vô tận của thiên nhiên tại khu vực này. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, điện âm, nước máy, hệ thống chiếu sáng đầy đủ, dịch vụ y tế hiện đại từ trung tâm y tế địa phương đến bệnh viện lớn. Trường học các cấp, khu vui chơi giải trí cho trẻ em chỉ cách đó 100m. Công viên nội trú, công viên ven sông, hệ thống ngân hàng chỉ cách khu vực sinh sống khu dân cư chỉ 50m. Bên cạnh đó, hàng loạt tiện ích ngoại khu đẳng cấp có thể kể đến như trung tâm thương mại Richmond tại Phú Mỹ Hưng, SC Vivo City, Coop Max, Lotte Max, Bệnh viện Quốc tế Pháp Việt, Bệnh viện Tim Tâm Đức và một số phòng khám đa khoa uy tín, hệ thống trường đại học quốc tế, trường học các cấp chuẩn quốc gia. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường lớn, khu dân cư hiện hữu ổn định, pháp lý hoàn chỉnh, đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu ở và đất ở sở hữu vĩnh viễn và lâu dài. Nhưng điều khiến bạn bất ngờ đó là giá bán tại khu vực, vị trí liền kề tại khu Nam, nhưng giá bán chỉ từ 50 đến 55 triệu một mét vuông. Những ưu điểm khi chọn mua đất nền Gia Long Riverside: giá đất còn rất là rẻ, vị trí lại liền kề các khu dân cư tiện ích, hạ tầng cơ sở hoàn thiện, tiềm năng gia tăng giá trị. Đây là một cơ hội đầu tư sinh lợi cao với diện tích đa dạng, mức giá phù hợp để mọi người, mọi đối tượng có thể sở hữu đất nền tại dự án. Sổ hồng riêng từng nền, xây dựng tự do, thời gian xây dựng không giới hạn, phương thức thanh toán linh hoạt,
cùng nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng. Hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70%, thời gian vay tối đa 35 năm. Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ trong việc mua bán chuyển nhượng đối với khách hàng đầu tư và có một cái mức chiết khấu rất tốt đối với khách hàng mua sỉ. Quý khách hàng quan tâm đến dự án, vui lòng liên hệ số hotline 0909 477 288 để Phước Sửu cung cấp thêm nhiều thông tin dự án cho quý anh chị và khách hàng. Xin gặp lại quý anh chị ở nhiều dự án sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.